Lalilu yêu Disney. Hôm nay chuột Minnie nhỏ sẽ đi phiêu lưu nha. Giờ búp bê có tai chuột nè, mắt và miệng mới giống như Minnie. Thêm chấm bi hồng lên tả, miếng nơ đáng yêu trên đầu nè. Minnie bé bỏng là bé chuột tốt bụng. Cùng chơi nào. Chúng mình có buổi đi dạo vui thật. Đây là nhà nè con yêu. Hãy nghỉ ngơi, và mẹ sẽ gọi gì đó từ cửa hàng nha. Xin chào, mình có đơn hàng cho bạn. Ồ, nhanh quá vậy. Giờ mình có bồn tắm đẹp rồi. Nhìn chú vịt đáng yêu kìa. Quạt quạt, hãy làm bạn nha. Giờ mình sẽ ăn trưa. Minnie còn cả cuộc đời ở phía trước. Bé chuột tìm thấy miếng phô mát khổng lồ. Đồ ăn. Dùng chiếc đĩa có lỗ nha. Kẻ trên vải màu đen, làm tương tự với màu vàng. Bé chuột mang kim và chỉ tới. Chiếc chăn đã sẵn sàng. Rất là ngon miệng. Cô bé này sẽ rất vui. Chuột Minnie đang tổ chức sinh nhật của cô. Có rất nhiều khách mời đến bữa tiệc. Mừng vì bạn đến. Chúc mừng sinh nhật Minnie. Mình có quà cho bạn. Khách mời tặng cô đủ mọi thứ thú vị. Yay, là bé chuột. Wow, chiếc chăn pho mát. Cảm ơn nha. Minnie muốn cuốn bản thân mình vào lát pho mát ngay bây giờ. Hãy chụp hình nào. Ngày hôm nay thật tuyệt mà. Cô gái sinh nhật có chiếc donut ngon nhất với kem phủ. Vậy hãy tìm nữ diễn viên nào. Một vài phép thuật. Vẽ khuôn mặt mới. Xin chào Minnie. Hello, hello. Chọn đất nặng nha. Bé chuột này có tai đen. Bổ sung bộ trang phục với váy hồng bồng bềnh. Chiếc nơ hồng gọn gàng ở trên. Minnie vừa mới lớn hơn. Mẹ đang bận nấu nướng. Cô bé nhỏ hứng thú với mọi thứ ở trong nhà bếp. Giờ cô đang học về bàn bữa tối. Có nhiều lọ khác nhau quá. Ủa, công chúa, bạn làm gì vậy? Mình làm đổ lọ rồi. Hãy tưởng tượng nó không phải là bột mà là tuyết. Nó không lạnh chút nào. Giờ Minnie bị bao phủ bởi bột rồi. Vui quá đi. Nhưng mẹ không vui chút nào nha. Hả? Đúng vậy, vui cho con nhưng bừa bộn với mẹ. Làm miếng bì cứng bé hơn. Xây bức tường giấy xốp. Có tòa tháp cao ở chính giữa. Thêm các miếng da cố cạnh. Thêm gạch ốp. Lâu đài thật sự cho công chúa thật thụ nè. Minnie đang chơi với mèo con của cô trong phòng trẻ em. Chú ta trèo lên cột cào yêu thích và chơi xung quanh. Bé mèo này rất mô mẹo. Nhưng sau đó nhận thấy một lâu đài. Ủa, chú ta bất cẩn làm sao? Chúc mừng tân gia mèo con nha. Thưa bệ hạ, cho phép mình làm cho lâu đài thẳng tắp trở lại. Cốc cốc, bạn có khách nè. Vị công chúa này muốn gặp người cai quản của chúng ta. Búp bê đang xem phim hoạt hình yêu thích. Giờ hội thảo. Mang lên vớ vải thuyên nha. Làm tay áo từ vải tương tự. Mình yêu nó. Chiếc váy xinh xắn quá. Cắt phần áo của chiếc đầm. Vẽ gương mặt mới. Hãy làm tóc thôi nào. Một đôi tay và chiếc nơ khổng lồ. Tuổi teen thích sở khuyên. Thật nhiều bông tai. Minnie trông thật đáng yêu. Yes. À, đúng là khu rừng phép màu. Chúng mình cần tìm kỳ lân. Anh ấy phải ở xung quanh đây chứ. Nhưng ở đâu? Bạn nghĩ chúng mình có nên tìm trong hang? Dạ, có.
là cầu vồng. Bạn đúng rồi. Thật mạo hiểm, nhưng còn cách khác. Mình không sợ đâu. Minnie leo vào bên trong. Wow, em bé ở đây nè. Wow, thấy rồi. Đừng sợ hãi, bạn an toàn rồi. Minnie đút sữa cho em bé. Đây là cuộc phiêu lưu với cái kết hạnh phúc. Đúng là chiếc bút đẹp. Chúng mình chỉ cần nước hoa. Trang trí chiếc bình nha. Có chiếc nơ hồng ở phía trên cùng nắp bình nè. Cắt ra một chú chuột từ giấy xốp. Nhân bản mảnh giấy. Nhãn hiệu xuất hiện nè. Đổ sơn gel vào bảng màu. Bên trong chúng mình có đầy phấn màu sáng. Đặt mọi thứ vào đèn led nha. Gắn chiếc gương cầm tay. Giờ Minnie sẽ có set đồ đáng yêu. Mọi thứ cho trang điểm ở đây nè. Và chai nước hoa thơm. Minnie Teen tự mình tạo nhóm nhạc riêng. Xin chào. Bắt đầu thôi nào. 1, 2, 3. Minnie đang hát. Không ai nghe chúng mình hát cả. Mình biết thứ giúp ích nè. Mình sẽ mang mỹ nhân tới. Hãy làm mắt trước nào. Giờ là nước hoa. Mùi hương thơm cuốn hút mọi người. Cuối cùng mọi người cũng chú ý họ. Yeah, có buổi biểu diễn. Tuyệt vời. Giọng của Minnie chiến thắng trái tim người nghe. Buổi biểu diễn này thật sự thành công. Giờ họ nổi tiếng rồi. Một năm sau, Minnie lớn lên. Cắt bộ đồ đen từ vải co giãn. Hoàn hảo. Tất nhiên, tai đen. Vẽ mắt. Cười nào. Hãy làm quen cô ấy nha. Chú chuột mang đồ lót màu trắng. Một bộ đồ ôm hồng hoàn thành bộ trang phục. Đúng là chiếc thắt lưng xinh mà. Cổ áo được trang trí với viên ngọc trai. Trông thật hoàn hảo. Nơi chuột Minnie thích mua sắm là cửa hàng format. Yes. Có một tá sự lựa chọn format ở đây. Chúng mình mời mọi người thử sản phẩm mới. Ồ, mình đến thật đúng lúc. Một vị khách khác đã lấy miếng format cùng lúc với Minnie. Một tia lửa bay giữa các vị khách. Ha, đó là tình yêu dành cho format. Chà, bạn có thích không? Bạn có muốn mua thứ gì không nè? Gói hết tất cả format. Người bán hàng bị sốc, anh không tin nổi. Chuột Mickey giờ đã có ai đó để chia format rồi. Bye. Quấn hộp bìa cứng bằng dây cối sặc sỡ. Đổ sơn từ bên trong nha. Chia phần nắp với tâm. Thêm tay cầm bệnh bằng hạt. Chiếc giỏ này sẽ đựng rất nhiều format và đồ uống. Cặp đôi hạnh phúc sẽ có buổi hẹn picnic. Nhưng Mickey đến trễ. Anh đến rồi đây em yêu. À, viên đá. Trông có vẻ tệ. Anh ổn chứ? Đều ổn cả. Ngồi xuống anh yêu. Mickey làm một bữa tối tuyệt vời. Trong khi họ đang ăn và nói chuyện, chú chuột ăn hết đồ ăn luôn. Ngon miệng nha. Họ không giận chút nào. Họ yêu lẫn nhau. Và đó là điều quan trọng. Các chiếc váy từ vải màu trắng. Chiếc váy bồng bềnh bay trên sàn. Trông thật sang chảnh mà. Giải ruy băng đỏ tươi quấn quanh eo. Chiếc nơ hồng thay bằng mạng cô dâu. Minnie sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới này. Ồ, những đồ chuẩn bị đám cưới. Chào, bạn có thời gian làm váy cho mình không? Vâng vâng, mọi thứ đã sẵn sàng. Nó rất tuyệt. Đi mặc thử nào. Wow, mình hào hứng quá. Yay. Chúng mình thấy vui cho bạn. Có đám cưới vui nha. Bye. Buổi lễ của họ đang diễn ra sôi nổi. Khách mời đang đợi cô dâu. Minnie đâu rồi? Sao cô ấy trễ vậy? Nếu Minnie không đến thì... Ồ, mình thấy lo quá. Đột nhiên có chiếc động cơ nổi lên và chiếc Mustang hồng xuất hiện. Yay, em đến rồi. Mickey,
bạn có sẵn sàng trở thành chồng của Minnie? Hả? Có. Và Minnie, bạn có sẵn sàng trở thành vợ của Mickey? Tất nhiên là có. Mình hạnh phúc quá đi. Mọi người chúc mừng đôi tân hôn và gia đình mới sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đó là kết thúc của câu chuyện.